Hello anh em, hôm nay cửa hàng mình lại tiếp tục lên sóng cho anh em về những dòng sản phẩm đang đẩy hàng tồn kho nha. Thì hôm qua hôm kia thì cũng có soạn mấy cái mã sản phẩm thấy nó vẫn còn tồn anh em, thì nó sót lại đấy. Thì thôi nay mình sale cho anh em luôn nè, coi anh em được nào giá mua nha. Đây anh em, cái sản phẩm này là đây là cái thân máy Bắc Ninh Escort. Ngày xưa như mình sale một lần rồi giá 700 ngàn đó mấy anh, nó đã hết rồi. Hôm nay mới đầu loại được thêm ba cái nữa, hàng này là mới full luôn nha. Đây đây là một cái thân máy Bắc Ninh Escort thôi, nó bắn được hai lò đinh. À, nay nó cho hai cái hộp nè, hai cái hộp đinh quên này, cái bát đeo đinh, nó cho chúng ta là đinh Sico thôi, có đinh test thôi. Anh em muốn mua đinh nữa thì mình liên hệ mua nha. Thì nó xài hai loại đinh U và F. Đây anh em, đinh F nè, đinh F nha, rồi đinh U nè, đó hai cái mẫu nè. Ok ha, mấy đinh này cửa hàng có bán nha. À, anh em nào cứ liên hệ. Rồi đây, đây là cái thân máy bắn đinh mấy anh em ơi, chưa gặp pin sạc đấy. Đây, cái chụp này trên đây đấy. Nó có khóa an toàn nữa nha, đây là cái khóa an toàn nè mấy anh. Đây là cái khóa an toàn đó. Ồ, găng rớt sao ta, anh em chào xíu coi. À, mình không biết gắn này vô rồi, chờ chút xíu. Rồi ok ha. À, ấn vô anh em, ấn vô cái là nó đây nè, ấn vô ha, rồi chúng ta mới bóp cò được. Rồi cái đây là chỉnh lực nè nha. Thì cái này á, hàng này mới tin luôn anh em ơi ha, mới tin luôn, hàng của Escort nha. Dòng này thì khả năng bắn tối đa luôn á, định 32 là đối với bên ép nha, định đô là 22 thôi đó, cứ đưa vô rồi xài thôi. Cái này nó là dùng chân pin, là cái này là dùng chân pin của hàng Escort nha. Anh em nào có máy Escort thì chúng ta mua, còn không á chúng ta mua thêm cái đế chuyển. Đây anh em, đế chuyển pin thì có sang chân Magenta nè, cửa hàng mình có bán luôn nha mấy anh em. Đế này anh em mua thêm cái đế là 140 ngàn cái đế nha. Đó mình bỏ thêm cái, mua thêm cái đế chuyển này giờ mình xài, anh em mà đã chỉ có pin Magenta thì mình bỏ chân Magenta mình xài thôi. Ok ha, rồi cứ on off vậy thôi mấy anh em, đưa vô quốc ha. À, ống ảnh vô đó, ngon lành ha. Cái này hình như đây này, đúng rồi, ấn mạnh vô mấy anh em ơi nha. À, cái miếng cao su này nó miếng tệ đệm anh em, ở đây cái khóa an toàn nè nha, anh em khóa an toàn đây, mở đinh thì gắn bỏ trong đây. Ok ha, rồi bây giờ thanh lý con này giá chỉ có 700 ngàn thôi. À, anh em lưu ý cho mình cái đế chuyển pin nha. Anh em nào chưa có pin thì có pin có thì mình mua này giờ mình xài thôi, giá rất rẻ mấy anh em ơi. Bình thường con này giá ấy nó tới 1 triệu mấy luôn đó, ngày xưa giảm tương đương khoảng 50% có đó mà. Rồi con này thanh lý chỉ có 3 con là hết luôn nha mấy anh em, nay mai mình không có về cái dòng này nữa. Ok ha, rồi giá là bao nhiêu tiền, chỉ có 700 ngàn thôi, số lượng có 3 con nha, 700k. Rồi sản phẩm kế tiếp 700k đó chưa gồm mới đế chuyển nha mấy anh em, anh em mua thêm mới đế chuyển cộng thêm 140 nha, nói trước. Rồi sản phẩm kế tiếp đây nè, đây đây mấy anh, thanh lý cái con này mấy anh em ơi. Rồi, bây giờ mình chuyển qua máy mới bu lông pin hết rồi, giờ máy điện thì có đề sao bắt đầu nó hơi ế, bán chậm rồi mấy anh em. Rồi, gần như bán không được luôn, bán chậm. Cái con này thì cả năm nay bán được những con lớn, những cái con mà bu lông lớn dù đầu 1 inch á, 1000 mấy niêu á, một năm bán được vài con thôi nha. Còn những cái con mà tầm như nhỏ này thì thực sự mà nói không bán được luôn á. Bây giờ này, con này công suất là 300W, dùng điện cái lực của nó tầm khoảng cỡ có 188 niu thôi. À, 188 newton thôi. Cái con này anh em mở ốc ha, được từ M8 đến M12 nha, M8 M10 12. Đó, này để dùng điện mấy anh. Rồi giá và thanh lý bao nhiêu nè? 1.053.000. Giờ sale xuống anh em còn 700. À 609 đi. Rồi, số lượng có 2 con mấy anh. Con này là dùng điện nha. Nói chung là anh em nào xài nước xe máy thì xài mấy con này ngon. À, nó mở ốc vừa vừa đó anh em, M8 M12 đây ha, on và off thôi. Đầu khẩu là 1/2 nha, ở đây nó cho đầu khẩu lên tới 10-19 nè, có nghĩa là 18 nè, con này chắc là mở lên tầm đó cỡ 10-18 ly ha, tối đa nha. Đó thì cỡ xe máy thì anh em mở cái đó là nhiều rồi. Ok, ABB12 đấy, cấm điện vô là quốc thôi mấy anh em ơi, không cái đầu điện thì nó xài cực kỳ bền luôn nha.
anh em xài miệt mài luôn. Em chờ chút xíu nấu điện quý vị. Rồi đây à, rồi xích vô mở ra nè nha. Đấy, nó búa nha mấy anh đó. Ok ha. Rồi thanh lý cái con này giá 700-690 thôi, định thêm 700 bớt 10.000 ha. 690.000 số lượng còn 2 con. Mình sẽ không có về dòng này nữa. Tại vì cái xu thế rồi mấy anh. Những dòng kia ra thì bây giờ những dòng máy điện thì nó phải nó bắt buộc phải loại trừ ha. Để đấy, hồi xưa thì máy pin nó ít, anh em xài máy điện này bán được lắm. À, dòng này thì giờ ok nha. 690k mấy anh. Số lượng mình có 2 con ha, anh em nào mua thì lấy. Rồi 690. Xeo này lỗ sạch sạch máu luôn đó nha. Rồi kế tiếp đây, mấy cái chương trình này hôm nay mấy nay là hấp dẫn nè, mấy anh em mua nhiều nè. Nói chung là cũng được bán mấy hôm nay hay bữa nay cũng được 60 bộ rồi mấy anh. Anh em mua một cái viên pin 4.5A của Hukan nha. Pin này là dạng pin gen 2, anh em bảo hành 1 năm luôn, vỏ chống cháy luôn mấy anh em. Vỏ chống cháy luôn, 4.5A giá 790.000 mấy anh em. 790.000 ha. Tặng anh em gì? Một cục sạc. Chưa hết, này mới hấp dẫn nè. Một cái thùng. Trời ơi, tặng nguyên cái thùng luôn mấy anh em, thùng to chứ. Đây viên pin đây. À. À, đèn báo không? À, nút báo pin em bóp nút này nè. Là nó mới báo bóp mấy cái đó, nó mới lên á. Rồi bóp sâu vô nha, vỏ chống cháy luôn anh em, đẹp. Viên pin 4.5A dòng sản 10C. Anh em xài được cho bu lông, ha, bu lông máy mài, máy gì đó. Ok, dòng xả cao mà, 10C là cũng là cao rồi đó mấy mấy anh em. Thì với cái giá tiền là chỉ có 790.000 thôi, tặng một cục sạc. Sạc này á là sạc. Sạc 1.5 nha. Đây sạc 1.5. Ok ha. Đây. Rồi. Sạc 1.5 nè, rồi cái thùng nữa. Đây cái thùng nè. Trời, cái thùng nó đẹp lắm mấy anh. Đó, nhỏ gọn, đựng máy nè, anh em có thể đựng hai con máy, hai viên pin, một cục sạc nha. Đây. Nha, đó. To ghê chưa. Về thông số của thùng nè, dài rộng cao ha, ngang là 40 nè, rộng là 29 nè, cao là 11.5. ok ha. Đó, hai quay sách luôn, anh em muốn sách quay nào cũng được hết. Quay trên nè, quay này ha. Ủa quên, à, cái này nó có một quay mấy anh ơi. À, quên, mình lộn thùng lớn mới hai quay. Thùng này chỉ có một quay sách trên thôi nha. Đó, nó mà nó có tới khóa, bốn cái khóa lần. Khóa này có thể anh em kết nối được mấy thùng kia luôn nè. À, nhưng mà cái này thì mình chưa kết nối, anh em có đó vô ha, nó hơi bót. Rồi vô nè, ngon lành. 790.000 thôi nha mấy anh em. Mình hiện tại mình còn được khoảng 3-4 bộ gì đó. Anh em đang có nhu cầu liên hệ nha. Hết thì mình biết còn chương trình nữa không, để mình liên hệ sau. Mấy chương trình này chạy thì anh em biết là nó cũng không có nhiều lắm đâu. Rồi, 790.000 tặng một cục sạc, tặng một cái thùng của Hukan nha. Cái viên pin bảo hành 1 năm, cục sạc bảo hành 6 tháng, cái thùng không bảo hành nha mấy anh em. Rồi, sản phẩm kế tiếp nữa mà mình thấy tuyệt vời nha. Đây là một cái con máy, cái này không có sale nha anh em, tại vì anh em biết không, cái dòng máy mài khuôn mini vậy á của hãng Waffle anh em, giá nó mắc hơn con DSA luôn. Ồ ghê thiệt. Mà con DSA này giá hiện tại mới bây giờ có 490.000 thôi mấy anh em. Ngày trước nó 500 mấy. DSA thì vừa rồi nó có điều chỉnh giá pin đó anh em, giá cực kỳ tốt. Mà con DSA thì nhìn cứng cáp hơn con Waffle nhiều luôn, mà giá lại rẻ nữa. Đây, pin tích hợp sẵn luôn trong đây luôn nè nha. Đấy, thông số kỹ thuật con này là pin là 1.5A, tốc độ quay từ 5.000 đến 18.000 vòng, đầu này 3.2 ly nha, phổ thông luôn anh em ơi. À, bấm chút xíu nè, số 1 nè, số 2, số 3, ngon lành nha. Up đó anh em, số 1, số 2, số 3. Trời ơi, cỡ này anh em mà lũa gì đó là ngon luôn ha. Anh chờ xíu. Rồi ok ha anh em ơi, chỉ có 490k thôi. Trời ơi, cái này nó lóc rồi nè, dùng để khóa mình thay ha. Rồi phụ kiện nó kèm theo gì đây? Cái máy này thì nhỏ xinh xinh ha. Anh em dùng để mài lũa để nọ khắc rồi ha. Đấy. Trong đây nó còn quá trời đầu luôn nè. 2 4 6 8 nhám bóng ha. Rồi mấy cái hộp này đá cắt nè, bột xài với cái này. Rồi đây ha, mấy đầu lũa, đầu khoan nè, cước nè anh em. Cổng sạc tai si nha. Cái này thì anh em nào á mà mình có cục sạc USB á, ở cục sạc điện thoại á, thì anh em nhắm vô anh em sạc luôn. Còn không á thì mình lấy cục sạc mình sạc cũng được, còn không bỏ dây sạc đi,
lấy cục sạc thôi, sạc trực tiếp luôn ha. Giá 490.000 nè, rẻ. Con này nó rẻ hơn Quốc Hậu luôn. Con Quốc Hậu 530 mấy ngàn, như 500 mấy đó mình quên nè. Tại không thấy mà hồi không có về, tại thấy cái con này nó rẻ hơn mấy nè ha. Và con này bán cực kỳ nhiều luôn, khá là chạy đối với con này ha. Con này hôm trước mình có review nè, lúc mới về cũng có mài thử luôn á, nó mạnh nha anh em, cũng có mài, cũng có cắt, cũng có ép rồi đó nha. Rồi 490k mình qua con này. Kế tiếp về cái chương trình về cái combo á nè, nay giới thiệu cái này cho nó trống này đi. Combo của những cái dòng này á, đang giá đang rất là tốt. Cái chương trình này thì mình chạy theo cái số lượng cửa hàng mình có nha mấy anh em, hiện tại vẫn đang còn á, còn vài thùng đó. Nếu nhu cầu mua khi nào hết thì báo hết, còn nếu mà cái chương trình hãng vẫn còn thì mình tiếp tục chạy. Hiện tại bây giờ những cái dòng sản phẩm của Eco Chemica bên cửa hàng mình đang giảm giá 10%. Ngoài ra có thêm một chương trình hấp dẫn nữa, mua 2 chai bất kỳ luôn, Eco Chemica được tặng một chai này. Chai này là Black Grill, nó là bóng lớp anh em ơi, nha, tặng một chai luôn. Có nghĩa là anh em mua hai cái này đi, 135 cộng 150 ha, là được giảm thêm 10%, được tặng thêm chai này. Đó, anh em nào mà mình mua thì mình xài. Hạn sử dụng của chai này là 3 năm nha. À, anh em lưu ý khi bảo quản này là để trong mát nha, không ngoài nắng em anh. Đây này, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Mấy dòng này thì nó sản xuất đắt cao lắm anh em, tháng 8 2024 nó chưa được tháng nữa. À, ngày 8 tháng 8 2024 thì những cái dòng này á, đây là những dung dịch rửa xe không chạm Eco Chemica thương hiệu số 1 của Ý, nguyên liệu nhập khẩu từ Ý và đóng gói tại Việt Nam nha. Và anh em xài cái này nè thì mình pha theo cái tỷ lệ, trên đây có hướng dẫn bằng tiếng Việt rất là rõ ràng luôn, bằng tay hay gì đó. Dùng mình bọt tiết rồi, ví dụ như ở đây đi, mình ví dụ đơn giản nè, ở đây thì nó ghi á, ví dụ như chúng ta dùng cái súng phun tạo bọt thì pha theo tỷ lệ là 1:1:8 nha, 1:8 đó, có nghĩa là có nghĩa là anh em phải chia ra ha, chia ra tỷ lệ mấy anh em ơi, 1:8 này chia ra mà không mấy đó thì mình cứ chia ra theo tỷ lệ ha. Ví dụ như là 100 ml này thì cho 800 ml nước đó nha, tỷ lệ 1:1:8 là như vậy, ok ha. À, rồi. Ok, nó sẽ có ba số anh em. Ví dụ như là ở đây là Bio 25 nè, Bio 30 nè, rồi Bio 35 nè và Bio 45. Thì mỗi cái dung dịch này á, là nó sẽ tùy theo độ đậm đặc khác nhau. Này mình cũng đã có giới thiệu rồi nha. Như có dung dịch đậm đặc khác nhau, cái này thì anh pha tỷ lệ ít hơn này, pha càng đậm đặc pha tỷ lệ ít càng ít ha. Này thì nó lỏng hơn chút xíu. Nhưng mà anh em rửa xe có cái Bio 25 là chúng ta xài được rồi. Ha. Còn ví dụ như mà chúng ta mà cần những gì mà nó đậm đặc hơn đó thì chúng ta có thể dùng những cái đậm đặc hơn nữa, từ 30, 35 hoặc 45 nha. Rồi, chương trình khuyến mãi nha anh em, mua được giảm 10%, mua 2 tặng được 1, tặng 1 chai này nha. Chai này là giá 88.000 rồi mình qua. Cái chương trình này mấy hôm nay anh em mua cũng nhiều, hôm nay chủ yếu nhắc lại thôi. Rồi, cái combo thứ hai nữa đây là combo này. Combo này mới vừa về thêm nè mấy anh em. Cái combo này giá chỉ có 100.000 thôi. Bình thường anh em mua chai này là giá 69.000, chai là giá 50.000, là tới 119.000. Anh em mua cặp được giảm 19.000 nha, giảm 19.000 một cặp. Tính ra anh em là giá cực kỳ rẻ luôn nha anh em ơi, có 100.000 cặp thôi nha. Cái combo chạy chương trình đang khuyến mãi là có 100.000 một cặp thôi mấy anh em. Mở bò nước bôi trơn ra nè. Rồi, ok ha. Kế tiếp nữa, một cái combo này 88.000. Đây là cái chai đây là cái chai M12 của Omino. Cái chai này là dùng để tẩy băng keo và nhựa đường nha, giá 75.000 một chai mấy anh em. Tẩy băng keo và nhựa đường nha, nói chung xe ô tô nào cũng có băng keo và nhựa đường. Anh em xịt vô sơn thì nó cũng không có sao đó, anh em xịt vô trong vòng khoảng cỡ 2 giây thôi, là 3 giây là anh em lau được rồi nha. Đó, tẩy băng keo và nhựa đường 75.000 một chai. Cái chai này thì bây giờ anh em mua combo này nè, đó, một combo như này nè. Thì giá một, đây là cái chai thơm anh em ha, khử mùi của hãng Omino. Thì một cặp này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 88.000. Hiện tại bây giờ mình chỉ còn có mùi táo và mùi đào thôi nha mấy anh em. Đây nè, táo và đào thôi, nó chỉ có hai dòng này thôi. Ok ha. Nghĩa là một cặp này nè là 88.000. Anh em vừa khử mùi trong xe ô tô ha, vừa vệ sinh băng keo và nhựa đường nha. Đó, thì nó một cặp như này là 88.000. Số lượng này mình còn mười mấy cặp thôi, hôm trước mình chạy chương trình này rồi, nhưng mà hôm nay mình cuối tháng mấy anh em, cuối tháng mình thấy lại thì nó cũng còn ít thôi,
đâu đó khoảng mười mấy cặp đó, thì anh em nào có nhu cầu thì mình liên hệ ha. À, nhắc lại chương trình thì thôi, chương trình thì hôm trước mình có chạy rồi anh em ha. Thì hôm trước nó có thêm mùa chanh nữa, mà mùa chanh nó hết rồi, bây giờ thì nó còn táo với đào thôi anh em. Nghĩa là khi mà anh em rửa xe vệ sinh xe xong á thì mình dùng cái này là mình xịt nha, mình xịt rồi cho nó khử những cái mùi hôi trong xe đó mấy anh nha. Rồi mình qua cái bộ này nha. Kế tiếp nữa, một dòng sản phẩm nữa nhắc lại cho anh em, đây là cái máy đánh bóng Wesco đang thanh lý với giá là 650.000, là không có cái nỉ. Cái nỉ nè, cái nỉ là mình nhập về nè mấy anh em. Thì trong cái chương trình hôm nay mình bán một bộ nè, cộng thêm 50.000 nữa thôi là 700.000, là anh em có hai cái nỉ đánh, hai cái nỉ lông cừu dùng để đánh luôn, hai cái nỉ luôn mấy anh em ơi. Hai cái nỉ này chùm. Đấy, hồi xưa mình thanh lý cái này là 650 là một máy, một pin, một sạc, pin 1.5A nha. Còn anh em nào không thích á thì mua thêm cái đế chuyển từ Wesco qua, từ chân pin Makita qua cái Wesco, mua thêm cái đế chuyển này là 140.000. Đó, trong cái máy này nó gồm cái gì? Đây là hàng thanh lý, không có bảo hành nha mấy anh. Đây. Đường kính đĩa lớn nè anh em, đĩa này nó tới 2.4 lần. Một máy một pin một sạc nha, một máy một pin một sạc. Đây là chân pin Wesco nè. Rồi mình qua ha. Đấy. Rồi. Cái này á, thì khi mà anh em lắp vô á, anh em xài á, khi xài là mình tì vô mình quất luôn nha, chứ mình đừng để chạy bên không. Cái này thì mình nhập về riêng rồi nè. Nó thật sự hãng không, lúc đầu không có cái này đâu mấy anh. Hãng hồi xưa nó có cái túi này, cái lông này nè, ở lông này không xài được. Đó thì anh em cầm vô. À, đấy, cái này là 2.4 là mình vừa vô khớp luôn mấy anh. Tuyệt vời luôn. À, này nó cầm vô thôi, nó có cái nó không phải dùng cột. Chứ mình bán cột của hãng Toto á là nó cột không bằng này. Nó mỏng dánh nè, này nó dày hơn nè. Nha. À, anh em cứ cầm vô thôi, canh cho nó đều ha. À, cái miếng mút ở dưới nó 2.4 nó dày lắm. Đây. Còn lại nè, rồi đây. Anh em kéo cho nó lên nha, kéo cho nó thẳng ra. Để xuống như nè, chúng ta kéo. Đó, ha, ép vô. Cho nó sát vô. Rồi. Ok. Rồi, khi xài cái này anh em có lưu ý nè. Khi xài cái này á, anh em đừng có để cho nó chạy trên không vậy. Đưa sát xuống như nè, đưa vô xong rồi mình bóp bóp cho nó đánh nè. Cho anh em chạy không vậy là không có được nha. Đó, anh em cứ để vô to là chúng ta đánh nha. Tại vì nó chạy không, anh em nó chạy không thì nó dễ bị văng cái này ra luôn. Đấy. Ngon lành á. Rồi, anh em đánh tới cái mép này luôn nha. Những cái dòng khác là anh em đánh này không được đâu. Cái này lợi hại cho là gì? Mép này người ta đánh vẫn được. Những cái dòng khác cái mép này là một cái miếng mỏng á. Anh em đánh chỗ này không được, chỗ này nó là miếng mỏng ha. Còn này chúng ta đánh được cái bề này luôn. Ok ha. Rồi mình khi mình xài mình tựa vô như nè, mình chạy. Anh em ha, đây nè. Đó, tựa vô đánh nè. Đó. Còn dở lên thì tắt xong rồi dở lên nha mấy anh. Ok nha. Rồi. Với một cái máy như thế này giá chỉ có 700.000 thôi mà được hai cái bông. À, hai cái bông, quá rẻ. Nha, hôm trước anh em nào mà mua cái máy này mà chưa có bông á, qua cái hàng mình bán cho anh em là khi mà mua máy chưa có bông á nha, là bán cho anh em là 50.000 cặp thôi, cặp bông luôn. Nhưng mà sau này anh em mua lẻ ngoài là mình bán tới cả 100.000 lận, bởi vì cái này đang trở giá anh em. Một cái bông này á của hãng Toto không tất 8 anh em biết, 70 mấy ngàn một cái. Một cái thôi á của ông Toto á 71.000 một tất 8. Nhưng mà nó là dạng cột mấy anh, nó không cứng như thế này đâu, nó không đẹp như thế này đâu, mà cái này mình đang trợ giá đi theo cái này tính nó có 50.000 thôi. Cái máy này 650, này 50.000 nữa là 700 thôi. Sau này mình mua ấy là nó sẽ mắc hơn nha. Tại cái này đang trợ giá tính theo cái máy nó mới rẻ như vậy. Ok ha. Ừ. Và số lượng thì hiện tại cái máy này mình còn mười mấy con đó mấy anh. Hôm trước mình về tới 27 con lận. Hai đợt mình về hai đợt. Đợt đầu 5 con bán hết, xong rồi đợt sau về thêm 22 con nữa, hiện tại còn mười mấy con thôi nha. Con này mình nói trước, hàng này của Wesco cùng chung với tập đoàn Bositech của quận X á. Này thanh lý mình không có bảo hành nha mấy anh. Chạy ngon lành ok thôi. Bên nước ngoài bảo hành 5 nè. Hàng có chất lượng á. Rồi mình qua ha. Rồi tiếp tục chương trình hôm nay có gì đây ha, Mai Tân. Lâu rồi không giới thiệu anh em là cái bộ này. Trời, cái bộ này anh em không thích pin của không quốc điện như mình, bộ này còn đa năng hơn ông nãy nữa. Có 450 mấy anh. Đây, đánh bóng nè, đĩa này chắc tắt 25 rồi đây nè. À, máy này là vừa đánh bóng vừa cắt vừa mài, nó đa tác dụng luôn, mà giá chỉ có 450.000 thôi mấy anh. Khoan nữa, giá mang thiệt đó. Nãy giờ mình lấy phụ kiện đó nè, một đống mà chưa hết nữa đó. Đây nè. Không, mà công nhận mấy cái máy của ông Martin này xài bền nha mấy anh.
Mình bán hầu như là hiếm bảo hành cực kỳ luôn hay là mình bán ít ta? Cái máy này mình bán nhiều lắm nha, mà nó hiếm bảo hành cực kỳ luôn. Anh em muốn đánh bóng đúng không? Thì trước tiên cái máy này thì nó sẽ xài có điều tốc tay cò nè mấy anh. Công suất của con này nó là 600W nha, tốc độ quay từ 500 đến 4.500, điều tốc tay cò, tay cầm hai bên, em gắn bên nào gắn ha, hai bên nào cũng được. Rồi cái ren này là ren cốt M10 đấy, nên em xài cái chuẩn M10 nha. Trước mắt thì muốn đánh bóng thì bỏ này vô. Rồi có hai miếng nè, ịnh miếng xốp, quất miếng xốp vô đánh, không thích lông xốp có lông cừu bỏ lông cừu vô đánh. Lông cừu này bên cửa hàng mình có bán nha, lông cừu bên cửa hàng mình có bán, hình cũng nhiêu tiền quên mất tiêu rồi, nói chung có bán hết tất 25 mấy anh em ơi. Rồi đó là về đánh bóng. Đây nghe tiếng máy nè, thông thường mấy máy đánh bóng anh em chạy nó không yên như mấy khoan đâu, bởi vì cái motor nằm đây nó qua thêm bộ nhông để nó giảm cái tốc lại nha, để chi khi mà anh em có lực anh em đánh bóng á, nó khỏe hơn, anh em cầm đánh bóng nó khỏe hơn. Còn nếu mà dùng cái máy khoan tốc nó nhanh á mà anh em đánh á là nó rất dễ bị nóng máy nha, tại vì cái tốc nó nhanh thôi nhưng mà cái lực xoắn nó là không có. Còn này qua bộ nhông nên anh em chạy nó khỏe mái hơn, ok ha. Nên cái tốc này chỉ quay có nhiều có 4.500 thôi tối đa nha. Rồi cái này là đánh bóng nha, không thích đánh bóng thì cái này nó có cái khóa nè, anh em kẹp vô đây nè để mình giữ nè, kẹp trong này ha, đó là mình siết lại. Không thích đánh bóng thì chúng ta sẽ qua cái gì, mài và cắt, có cái đít chuyển nè đây, rồi qua mài nè mấy anh, đây mài gắn vô nè, có cắt chứ lộn, cắt nè đấy, ngon lành ha, cắt này nha. Đó, cầm lên như nè, cắt, có thêm cái mâm nữa nha, gắn mâm vô đi bảo vệ. Ok, không thích cắt thì mài, thì mài và cắt sắt, có lưỡi cắt gỗ nè mấy anh, đây nó cho thêm lưỡi cắt gỗ này nữa, ghê chứ. Xài mấy cái này thì cho thêm một cái bảo vệ vô nha mấy anh. Rồi không thích hai này mình qua đầu máy khoan, tính năng quá trời luôn, đầu kẹp máy khoan 10 ly mấy anh, đây 10 ly bỏ vô nha. Đó, chúng ta siết lại thôi, cái này nó không có ốc ta, không có ốc nha. Đó ok, này không có ốc, ốc dặn này nữa anh, ốc này không có ốc nha, nó không có luôn á, tại vì mình khoảng ít mà, nếu mà nó có hiện này nó có đánh ren rồi, này không có ốc nha. Nó trước rồi hết rồi, một cái con máy đa tác vụ như thế này mà giá chỉ có 450.000 thôi, bảo hành chúng ta 6 tháng. Con này mình bán nhiều nha mấy anh, mà công nhận Mai Tân bán mấy con này nhiều thiệt, nhưng mà tỷ lệ bảo hành nó ít lắm, tại vì mấy anh em xài gia đình mà ha, ô tô xài xe máy, mấy con này nên xài xe máy ngon, à, xài xe máy ngon mấy anh. Rồi 450.000 thôi, rẻ quá trời luôn. Rồi để mình dẹp cái nha. Rồi tiếp tục chương trình đây, Mai Tân có thêm một cái dòng máy này rất lâu không giới thiệu cho anh em nè. Đây là con máy bọc điện của Mai Tân mấy anh em, giá có 650.000 thôi nha. À, xài rất là ngon đấy, mình chưa gặp mấy anh em phản hồi con này hết. Thực ra mà nói thì máy bào điện thì nó rất là khỏe mấy anh, thì mình cứ chỉnh nó bào lướt 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 ở trên mặt thôi, chứ cũng chả có gì mà để nó ai. Trời ơi, một con bào như thế này có 650 thôi mấy anh em ơi, rẻ quá trời luôn. 780 quá tốc độ quay 16.000 vòng phút, lưỡi 82, lưỡi cực kỳ phổ thông luôn. Anh em nghe tiếng máy nè, đây có lưỡi sẵn rồi nha, có hai cái lưỡi sẵn luôn nè, lưỡi này nhiều nha mấy anh, hết lưỡi thì anh em có thể mua ha, đầy đủ của Toto Desa có hết. Một lần bào ví dụ như là tối đa luôn 1 mm nha, anh em siết nó vô ha, này vô đây là anh em chỉnh siết vô ha, tối đa là 1 mm. Rồi ok ha, máy chạy ngon êm, giá chỉ có 650 thôi mấy anh. Cái con này chúng ta mua về làm anh em đi quay rồi là cũng ngon nè, đâu cần phải, mà tùy thôi ha, tùy theo suy nghĩ của mọi người cái nhu cầu lúc tới đây là tới đây rồi. Thì chứ hôm trước mình cũng có sale mấy con của Makita cũng đi trong một nốt nhạc thôi, Makita mà sale xuống tới 1.1 triệu một con đó nè, thì cũng lẹ thôi ha. Rồi 650 nha. Kế tiếp nữa thì máy hôm nay, bộ này hôm trước sale lần là chưa đi được, hôm nay sale cho nó hết luôn nè. Con này bình thường giá 1.166.000 và thanh lý một con, nhưng nhà con này công ty bỏ mẫu rồi. Đây bỏ mẫu mà mấy mấy nè. Rồi một con máy khoan,
một con máy khoan, một cái búa, một cái kìm, một cây mỏ lết, một cây thước thủy thước 3 mét, một đầu chuyển, một cái đầu nối, một nguyên cái đầu khẩu, 2 4 6 cây. Rồi nguyên cái đầu vít nè. Anh em ơi, một mũi khoan nè, 4 khoan gỗ nè, 5 khoan sắt, 5 khoan tường, rồi con vít nó đây nữa, rồi con dao nữa mấy anh. À, dao nè. Rồi mấy hai đầu vít, tay cầm, đầu chuyển, rồi một bịch vít tất kê nữa nha. Một bộ này luôn. Với con máy khoan này nữa, giá giờ thanh lý anh em có 690.000 thôi. Từ 1.166.000 thanh lý cho anh em còn 690 anh em ơi. Giá rẻ tuột quần luôn. Máy khoan là khoan hai chức năng, khoan và khoan búa nha, 600 là quá thôi. Ok rồi, khoan và khoan búa nha. Một con nhất mình chỉ có một con thôi đó. Anh em nào mua thì liên hệ nha, còn bảo hành luôn nha mấy anh, còn bảo hành luôn. 690k mấy anh. Rồi, 690k, con này bỏ mẫu rồi, nó đâu về nữa. Một con thôi nha. Rồi, kế tiếp. À, nhắc anh em lại về cái máy cân bằng laser ASAP 3 tia màu đỏ. Giá đang thanh lý chỉ có 390.000 thôi, tặng kèm máy chưng nha mấy anh. Anh em nào không thích 5 tia thì có thể xài con 3 tia này. Nha, 3 tia màu đỏ, trời ơi giá cực kỳ mềm luôn. Màu đỏ nha, giá rất rẻ. Nó xài 3 cục pin viên, 3 ủ anh, 3 pin pin tiểu anh em nha, pin này là pin 2A. Đó, pin lớn nè, pin pin lớn nè. Rồi anh em gắn vô. Nó chỉ có 3 tia thôi. 2 tia đứng, 1 tia ngang. Đấy. 390k tặng một cái chân nữa nha mấy anh. Có cái chân luôn. Dạ mang chưa? Cái con này thì bảo hành 3 tháng nha. Rồi. Đó, ngon lành. Thực ra tia đỏ anh em chiếu rất nhìn rất rõ nha. Trong nhà anh em xài ví dụ như đây nè. Đó, anh em mà xài trong nhà tầm từ cái máy ra tới 5 mét, tuyệt vời. Từ cái máy ra tới 5 mét, đó là đường kính á. Họ bán kính đó cho lộn. Còn đường kính anh em chiếu thêm cái tia bên đây ha. Đó, để máy này nó quay qua bên trái bên phải nữa, ha, 5 mét nữa là nó sẽ xài được. Rồi. Đây nè, thêm tia đấy nè mấy anh. Đó đây đây. Thêm tia nữa ha. Đó, một tia đứng nè, hai tia đứng, một tia ngang là tia thứ ba. Cực kỳ rẻ, giá chỉ có 390.000 thôi. Ha. Rồi, nó có thêm tính năng là khóa tia nè. Anh em off cái này đi, bật này lên nè. Ha, rồi đó, anh em quay cái nào cũng được nè, nó đang khóa tia nữa mấy anh. Dạ, ok. Với giá tiền 390k nha mấy anh em, một máy. Một cái thùng, một cái chân. Một cái cục adapter, adapter này không phải đi sạc pin mà để cắm trực tiếp để xài đó. Tại pin nó đâu xài pin sạc mấy anh. Cắm trực tiếp vô chúng ta xài thôi. Thùng cũng đẹp ha. Dòng tia đỏ thì nó hết thời rồi, nhưng mà những dòng này được cái anh em nó vô. Anh em làm cự ly gần nhỏ nhỏ được. Đi dán toilet dán này nó nọ được mấy anh. Ha. À, con này mình bán ok khá là nhiều. Cũng mười mấy con rồi đó. Anh em á bèo bèo lắm, mình bán chừng khoảng 10 15 16 con. Rồi, 390k cho con đó. Kế tiếp nữa một cái combo. Đây anh em. Combo này giá hời nè. Đúng giá hời luôn. Anh em nào mua cái con máy này không, giá chỉ có 1.070.000 thôi. Một máy 2 pin 2A một sạc của tôi cô. Con này đầu kẹp 13 ly nha mấy anh. 60 niu, 3 chức năng, khoan băng dít, khoan búa. Giá 1.070.000 là cái máy này không. Còn anh em nó muốn kết hợp với combo này thêm một cái thân của Huka nữa, thân bu lông. Thì mình tính combo cho anh em chỉ có 1.240.000 thôi. Đó. Đây. Một viên pin đó xài cái khoan, một viên pin bu lông, một băng dít. À. Cái bu lông này anh em là nó có thêm cái anh em. Anh em chờ xíu coi. Cái này nó có bu, có băng dít nè, có băng dít, có bu lông. Con kia khoan. Khoan nào ha, đường này đưa băng dít. Ngon lành ha. Băng dít này anh em nên xài đầu vít ngắn. Đầu vít bao nhiêu đây nè. Cỡ năm mấy á. Xài vít ngắn là anh em bắn vô rồi nó không có bị rớt đầu vít ra nha. Hôm nay thì nó có 500 ha, số nhanh số chậm. Đây. Có 3 cấp số anh em, số 1, số 2, số 3 nè. 1 2 3. Rồi.
nhả ra thì nó cũng có mạch tự ngắt này ha. Ok, động cơ không chổi than đó, chân phổ thông Makita đấy. Anh em nào mua một cái bộ này chỉ có 1.240.000 thôi nha, 1.240.000 cho cái bộ này, combo này, một máy nha, hai máy hai pin, một sạc pin Tojuco. Còn cái máy này không, giá là 1.070.000 anh, và kèm vali con này khỏe nha, động cơ không chổi than đấy. Combo này mình thấy anh em mình mua nhiều đấy. Thì nếu trong trường hợp mà anh em đã có máy khoan rồi còn mua cái này thì sao, có chương trình gì không? Vẫn có chương trình nha. Anh em nào mua cái thân này với giá là 390.000 tặng anh em một cái kìm, kìm trợ lực. Đây. 390.000 tặng cái kìm răng trợ lực cố xếp copper, đó là combo này anh em ha. Đấy. Nha. 390.000 thôi. Đó, thì anh em nào có kìm trợ lực nha. Kìm này anh em nào mua thì giá chỉ có 95.000 cái thôi, giá đang sale. Cố xếp copper mấy anh em. Đây. Nhẹ hơn 30%, trợ lực lên tới 50 đến 60%. Ok ha. Giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, cái kìm này nè. Ngon cực kỳ luôn. Cắt hàng rào 40 rồi đưa vô cục cục luôn ha. Rồi, chương trình hôm nay hết rồi đó mà. Để anh em mà đang có nhu cầu dòng nào thì có thể liên hệ số điện thoại với mua hàng. Giá mình là giá tại cửa hàng chưa bao gồm với ship nha. Rồi, ngon lành. Rồi, cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.